Ok anh em, thì giờ cũng 9 giờ thôi chế rồi, nên chắc tranh thủ vô con folder kinh luôn để lựa tấm hình làm đẹp đẹp đói anh. Để tấm lớp học rồi đi, mới xong mấy cái bài thuyết trình nên để cái lớp học là đúng học chứ không gấp luôn. Có cái bóng người đây là có bóng Gobo rồi, đứng đầu là ma ám gì không. Rồi vô folder kinh ha. Thì lần trước thì chúng ta đã xong cái màn băng giá này rồi đó, trong hành trình băng giá này thằng đệ tôi có nói trong hành trình băng giá này á, mình đi vào một cái hang động băng á, cái Fort Cape á, thì mình có khả năng gặp được một nhân vật tên là Mốc. Mốc là dạng như cái gì thầy tu á, chỉ số trí tuệ và thể lực rất là cao luôn. Nó có thể là nhân vật này nè, nhân vật ở đây nè, nhưng mà không biết sao mình đi 4 5 lần thì lại không may mắn gặp được nó nên cũng khá là đáng buồn. Nên bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình thứ ba là hành trình đi vào biển cả. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình mới thôi, có thể là không gặp được mod lần nữa, móc lần nữa. Đây là nhân vật của chúng ta, nhân vật đầu tiên thì thôi à, là pháp sư. Pháp sư có điểm trí tuệ là điểm thể lực rất là cao đó, gọi là pháp sư hơi già tí thôi nha, để đổi cái sau lưng thôi, sau lưng không bỏ được. Pháp sư đầu này đi cho nó hợp. Có nón không? Có nón luôn. Còn anh này là anh tiều phu, để mở unique cây lại. Rồi ok, tiều phu. Tiều phu thì chỉ số chính vẫn là cơ bắp với thể lực thôi, thêm tí điểm tầm nền. Nhưng cũng là có một phép một tăng này. Nhân vật thứ ba thì nhân vật thứ ba chắc chơi là nhân vật nào có cái điểm mà mắt này cao đi, hoặc là phá 7 hoặc là thợ săn như cũ thôi. Chopper, Chopper có 81 điểm này, điểm di chuyển tới 79 là rất là cao luôn, điểm này rất là quan trọng nè, thêm cái bộ lúc phích đầu game nữa. Còn Hunter thì điểm này 83, di chuyển 83 luôn nên chắc chọn Hunter đó. Thì tôi vẫn thích cái bộ ba đầu tiên mà mình lúc mà mình mới bắt đầu chơi á, bộ ba đầu tiên mình mới bắt đầu chơi thì đương nhiên người khác cái ông với mà hỏi gàng với khởi săn này. Thì rồi giờ ok vô game, đây là dạng nhân vật mới của chúng ta thôi, hai nhân vật mới thôi, nhân vật này với nhân vật này là mới, nhân vật này là khá là cũ. Đây. Lần trước thì chúng ta không có chơi thợ săn mà chúng ta chơi chopper, nên lần này chúng ta chơi là thợ săn nha. Rồi ok, nó kêu cầu gặp người đầu tiên của bên đây nè, làng đầu tiên. Thì đầu tiên vô chúng ta phải coi trong làng có cái quest gì. Chúng ta có cái item, item là một ba lô không cần cho lắm, like là một máu. Chúng ta cần tiền trước nên nhận tiền trước đi. Đánh bại một phù thủy trẻ. Phù thủy này mà trẻ hả? Rồi chúng ta coi chợ có gì. Chợ thì có bán một cây đàn, một quyển sách. Quyển sách này khá là ổn nè, 9 đàm lận. Quyển sách này giá 18 đồng nên có thể là gom tiền qua cho chị pháp sư đây mua. Mượn tiền tí mấy bạn ơi, đầu tư cho tương lai. Chúng ta còn có một cây búa nữa, cây búa 12 đao chứ không mạnh đâu, nên tốt nhất chúng ta lấy quyển sách trước đi, hay là cây trượng đó. Cây trượng bộ khiêu của nó là 6 đao cho một mục tiêu và 11 đao của một mục tiêu nhưng giảm chính xác. Còn cái này có 9 đao thôi, tức là cái cây này thì đánh nó mạnh hơn 3 phát, nhưng mà có chiêu bảo vệ nhóm với đánh 5. Cây trên thì vẫn mạnh 6 đam với 11 đam, mà cây dưới thì 9 đam với 5 đam. Thực ra lấy quyển sách dưới thì nó có ý nghĩa hơn chút, nhưng mà cái trên thì có tăng chỉ số nên nào ta 11 đam đầu game rất là mạnh luôn á, còn cái dưới chỉ có 9 đam thôi. À, chắc lấy cái trên đi rồi bán lại cái cũ.
Hiện tại mình đeo được cái khiên đó nè, cái khiên này rộng 1 cán thôi, khiên này cũng không hơn nhiều. Chút mua thêm 1 cục máu rồi, ok. Đây có cái bình rượu cái gì đó thằng đam. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái nhiệm vụ đầu tiên là đi gặp này, nhưng trước đó chắc lên làng này hoặc đánh mấy này đi, đợi đồng đội lên. Đây, nó là 3 đánh 2, được rồi đó. Thì thanh niên hở săn này có phép rất là cao luôn, 83 nè, nên cứ thường đánh trước. Bây giờ bắn cơ bản là 6 đam, 9 đam, Beastmaster. Thằng này không gạt được, nên tập trung vào đánh này trước. Rồi bị đánh ra đây, 6 đam, không sao. Bây giờ chúng ta có gậy lửa 11 đam đánh vô này nè, dùng focus luôn. Chắc ăn, an toàn là bạn, tai nạn bình thường. Giữ tiền đi. Đây chúng ta lại gặp con này, những người lạ nè. Đây tiếp tục, chúng ta sẽ xuống cái quán rượu này để giải quyết vấn đề. Hiện tại thì mình level 0 thôi, nên chắc chưa đánh được phù thủy đâu. Nên mình đi ngang qua bên phải, mình đánh con này xuống luôn. Có cái đòn để coi đây. Cái đòn này cũng 5 né tránh, nên chắc là thợ săn lấy là hợp nhất. Ở đây mình bị chặn đường bởi con này rồi, không thể né được nên chắc đánh thôi, 2 đánh 1 rồi. Cho nó đánh trước cái 7 đam, kệ 7 đam không sao. 6 còn hai, 5 52, mình chỉ cần 2 cái là đủ 6 đam rồi. 3 cái 9 đam. Bây giờ tiền tiền có 4 này giữ đi. Cây phia này dùng 1 lần chắc cho người hết không. Ủa sao anh niên này tên người hết không. Ok không sao, chắc tôi đổi rồi, nhân vật tôi quên tạo á. Khoan 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 khoan, chuyển qua cái quên đó. Trình lá, trình làm đỏ lá. Thì cái này vũ khí dùng 1 lần thôi nên nó gãy là con luôn. Đánh thôi. Mười một, 14 đam. 11 đam, 1 hit luôn. Giữ tiền đi. Đây là một cái vũ khí dễ dập vỡ nữa nè. Nhưng mà cái này là đam phép thôi. 10 đam, 10 đam, 1 mục tiêu. Không, không hơn. Bây giờ cứ thu vô để đó đi, chắc đem đi bán thôi. Người khác không đi lấy cái điểm này, 5 né tránh là 25. Đây phát hiện một cái động bóng tối cũng được, đánh luôn. Mình mới level 0 thôi, tụi này level 1 rồi, nó cầm cái ghế rồi, nhìn khổ vậy. 14 đam thôi, đánh 11 đam mà có thể đánh 2 lần cho chắc. Git luôn, git thì tốt, nhưng mà tuôn nó 3 đứa. À nó xài cái súng nên nó tốn tuôn gà đạn. Mình có thể dồn chết này được. Là chắc ăn đi. Giết luôn, 2 cú giết liên tục đi. Bây giờ 12 đam, 12 đam nhất đánh bên đây. Tại vì nó lên cây súng này nó nguy hiểm lắm. Thì đến làng mà được 6 đam đây. Đâu, giờ tới này nó đánh, chấp nhận bị đánh thôi. 3 máu à, không sao hết. Học chém bình thường thôi. 9 phần 5.
này đánh gift liên tục đó, có 10% gift mà lên liên tục. Tiền 8 tiền, 8 tiền thì xe đi. Một quyển sách lo, một bản đồ kho báu. 3 điểm né tránh chắc cho người khác ghi ông cầm. Cây súng này thì nó bắn một tuôn, nó sẽ gài đạn tuôn, nhưng mà cũng được, cầm đi. Từ đâm đam đầu game rất là mạnh không? Bây giờ mình mở cái bản đồ kho báu đã, mình có thể đến cái mà người nhà có thám hiểm giả cho nó. Bây giờ thun của tiều phu hả, vô luôn cái hang level 1 mình đánh nổi không ta? Hiện tại tay mình level 0 không mà sao mà ít dữ vậy? Thôi mình đánh cái bà phù thủy trên trước đi. Ở đây là có một cái điểm talent có thể dùng được kho báu. Talent là 695351, không có ai hết. Mình nhắc đầu tư 2 điểm. Rồi, rớt rồi. Đánh mình á, đánh mình chạy thôi. Hình kỹ năng chạy trốn con này khá là cao. Đến bà phù thủy đi. Bà phù thủy level 2, có thêm 2 để đánh luôn. Hên quá con ông nó chưa có độc. Chết rồi. 6. Tuần sau bà phù thủy đánh rồi. Nhưng chắc giết con ông. Mười đánh sao đây? 48 đánh trúng gái chắc 12 thiệt á. Tốn tuôn gà đạn nè, bất lợi của vũ khí gì đó. Đây luôn rồi, tuôn luôn rồi, tuôn lắm. Rớt tới dưới luôn. Còn 5 máu à, không khó rồi. 12, 12 khéo khéo rồi không? Cũng chưa toàn lắm. Bắn. Ok. Lên level 1 không? Vẫn chưa đủ level 1 luôn. Hồi phục 3 vô kết. Dưới thôi. Tính theo điểm này mình bán chín nào, thua cây ghiều. Coi giữ bán thôi. Nhân vật này cũng có thể xài được cái nào. 9 đam được mục tiêu thôi, giữ thôi. Giữa trên này nó test điểm là điểm ta lành mà mình không có nhân vật nào có ta lành cao ấy. Có người hát cho ông là cao nhất rồi. Đánh nãy giờ mà chưa lên level 1 nữa sao game tự nhiên nó khó gì ta. Vô luôn thứ ấy. Sao mà nãy là level 0 vậy? Nó có 2 điểm bảo vệ rồi. Cái điểm này mình đánh vô không được, mình xài thử reset à. Nó tàng né à. Good. Good là khá là thốn đó nha. Cắn cái máu. Mình có thể đánh 11 đam 51 trăm mà, nên đánh thường thôi. Đánh thường thôi. Ba sáu không sao. Người đạn con này một hit chết rồi, còn con này nó có một cái siêu, có cái siêu khoảng đàm á. Chết đi. Còn một đàm vật lý. Mình cho tiêu phu đi. Mình phải cắn máu mới được.
Tại vì còn lâu lắm mới lên cấp. Chết rồi, quên cắn máu rồi. Thì không sao, ở đây có khả năng hồi máu. Trong cái gũi có cái xui rồi. Quái ở đây bắn 15 đam vô con dừa. Nó còn một máu. Buồn không? Kệ, con này hết giá trị lợi dụng rồi. Giết được. Chắc ăn. Tiếp theo này là 9, 13. 13 đánh chuẩn thì nó mới chết. Rồi ok. Rồi đạn đánh ra nữa. Nằm máu, không sao. Hố đen là cái gì ta? Nó khô đen là nhất kích tất sát của nó. Mất 2 điểm tầm nhìn. Chơi đi. Tới gương nè. Vẫn chưa lên được level 1 luôn á. Không biết tại sao nó khó vậy. Kỳ búa xài một lần cũng được. Trong thời gian chống cháy đó. Trên 86 rồi. Cái này có do độ khó không ta? Hồi nãy mình chơi độ khó nào không nhớ nữa. Chơi đánh nãy giờ là mấy chục trận combat rồi. Mà vẫn level này không biết sao lên. Sao nó không đi được cái đường bên đây hết ta? Đấm tiếp thôi. Đấm nơi nào lên cấp này thôi. Bắn. Bắn còn bên phải có khả năng chết còn bên trái luôn. Hụt. Sáu mấy trăm hụt nữa rồi. Mày giết con tiên nữ đi. Giết cũng không được nữa. Xài 2 điểm phong cách cuối cùng luôn. Hên chữ gãy kiếm. Giấy đây là phọt. Có kêu là thu nhập dữ liệu. Con này đi nhiều. Bị dính là nguyên đó trời. Vẫn chưa lên được level 1 luôn. Một hồi mình vô thành mình giải là cũng tốn khúc á. Chết luôn. Mỗi nhân vật được có 3 F mà. Cuộn giấy cổng dịch chuyển. Bây giờ người hát gông thì sắp lên cấp rồi. Vô đây đi. Mình có một cái tượng ở trên. Bây giờ có thể ra biển được rồi nè. Nó gửi cái biển này nè. Nhiệm vụ phụ là xuống đấm con dưới này. Có một cái nhà thù ẩn. Nhà tù level 1 á. Nhân vật này là nhân vật pháp sư. Nhận một item. Một quyển sách khá là ngon luôn. 13 đam. Đồ mục tiêu. Xài luôn. Nhân vật này phải về giải cho Nguyền mới được. Điểm tốc độ này quá thấp này. Ở đây là ở đây nhận cái này cũng được. Người thác dòng lên cấp.
Nhân vật pháp sư có đủ tiền mua cái tẩu rồi, nhưng mà dắt mua máu, luôn luôn mua máu trước, vũ khí không có gì hơn. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới. Rồi ngủ giấc thì chưa chắc ha. Dù mình sắp lên cấp rồi nhưng mà không ngủ không được. Cái giải là quyền nè, 16 tiền khủng khiếp. Mua cái máu dính cái lời nguyền giảm tốc mà phải tốn 16 tiền. Game chơi kỳ vậy. Rồi bắt tuần rồi. Mình vô đấm level 1 á, thiệt level 1 đó. Speed nó cao quá, nó đánh trước mình không à. Sao cứ 60 mấy% mà nãy giờ thấy hụt luôn á. Bây giờ đánh làng bà con luôn. Mình có thể đánh 14 phép bỏ vào phòng thủ, hoặc đánh 8 phép mặc định chưa bảo vệ. 8 phép mặc định con này không chết, mình chắc đánh 14 phép cho nó chết đi. Bây giờ 16 máu rồi à. Chắc ăn rồi nó lại đi ghét gài đạn thôi. 43 không sao. Vừa đủ. 43 12 vừa đủ. Nhận giấy tay lên phọt. Không có đồ ngon, đi tiếp thôi. Nên trước mình hơi bị nhiều quá không? Chầm chầm chứ chắc, khá tin tưởng dẫu kia rồi. Làm máu không sao. Bye bye. Mày dưới tiền đi. Mình chính giữa nhiều tiền. Giữa con món đồ vậy đó hả? Vậy con chính giữa level 4, hai con này level 2 mà nó kêu cái đun này level 1. Thiệt đùa nhau gì á. Chơi gì sao chơi. Nó đánh cái cũng chết luôn. Trừ 2 focus luôn. Trời ơi đánh giết cái 15 đồng. Đùa nhau thiệt á. 15 máu, 20 máu, 30 máu, 20 thì ngày ngày vẫn còn 1. 30 nó có 76 rồi, giết bên đây trước thôi. 12. Để đánh làng qua luôn cơ. Này gà đạn rồi. Không biết sống được tuần sau không. 15, không sao vẫn sống. 16, 14, 8 với thầy. Rồi chết hai rồi. Giờ nó ao mình 3 cấp. Thiệt con game. Game khốn nạn thiệt luôn. Đồ lừa đảo. Bên này thì tép cái điểm tha lành. Tha lành. Mỗi người hát gông thì đỡ đỡ thôi. Giờ về đó ngủ mới được. Tiểu vu cũng phải về ngủ nữa. Không ngủ là bay màu luôn. Nhân phẩm 16% à. 6% thôi bỏ đi. Tìm thấy gọng cỏ gì.
ngủ luôn. Mình có cái mộ này đây, mộ này test trí tuệ gì cho pháp sư đi vô thôi. Đang tuân điều phu á, mình vừa ngủ thôi. Khoan, trong chợ có nhiệm vụ gì không? Nhiệm vụ làm rồi. Có bán cái tẩu nào, phải mua cái tẩu trước. Sách cũng không có gì hơn. Hồi mua máu, còn hai con máu. Đây. Cái này 35%, 69, xài hết đi. Còn 3 điểm thức tỉnh cái này thì cho người hát gông xài được. Ma level 1, tí đánh. Tí đánh. Vô trong hỏi ở dưới, không biết là sự kiện gì. Bây giờ đưa cái áo qua cho này, mặc áo này vô. Chuyện thường rồi đưa lại cái áo cho pháp sư. Mày có ba vũ khí, một cái súng, một cái cung. Cái này dễ vỡ nữa. Rồi đấm. Mình level 1 thì gắn lên level 2. Heo đánh gái. Bảy máu không sao. Dứt điểm thôi. Này có một cái complete sành gì nữa. Đi có tàu chiến trên này mà thôi, chắc đi thẳng bên đây mới có cái bờ sau. Đây có động level 4, chắc điểm nổi đâu. Như này có dấu chấm hỏi hả? Không, không nổi. Con này level 1. Mình có được con tàu hơi cùi tí rồi. Bây giờ ba con mắt. Ba con mắt vẫn được chưa? Được mỗi cái liều rồi, cũng như không. Xuống đánh con này cái đi ha. Đèn máu. Đấm cái chuẩn bị sẵn sắp lên level 2 đi cho nó dễ. Mình hơn nó 3 tuần nữa. Rồi ok. Cái này để gì đó? Giết vỏ hơn cái gì? Trừ 5 phép nữa. Có khiêu hồi máu. Phép còn 49. Rồi, xuống đây nhé. Rồi. Tức là học động level 4 chưa đi được đâu. Lên đây coi thử này là cái gì. Cái làng thôi. Vẫn là mua cái tẩu trước. Máu 32 á, mắc mấy. Cái kiếm này không xài được. Này không luôn, cái rìu này rất là mạnh nè. Nhưng mà cái nào cũng năm đó vậy đó. Cực kỳ mạnh luôn. Ngọn trăm tiền quá. Cái cung này hay cho cái súng được. Cái cung này 65 tiền có thể lo được. Nhận nhiệm vụ trước đó. Cái kiếm 24 được, cái kiếm được. Quan quan này level 6 rồi hả? Level 3 mình vẫn còn level 1 lên sao? Vẫn level 3 nữa
không chạy được. Hồi nãy là có xài độ khó không, chứ tôi thấy là game này hơi bị khó đấy nha. Đây, cái này rất là ngon à. Nhưng mà nó lại là phiêu nước. Giá 95 đồng, ngon hơn cái kia 100. Gắn đánh được rồi bà ơi. Đánh đau gì? Bắn phải đâu không thấm luôn đâu. Đến đường 14 thì có thể chết còn giữa. Ok, vừa đủ. Vẫn khá là mài. Đến 17, 26. Đánh phải rồi. Ý, nó tránh 35 lần. Không được. Ok, hai cái đủ rồi. Đó, tưởng chỉ rồi. Sắp có cái cơn sống rồi, là gì không biết mà. Sắp ba thì ngon. Áo thì mất hai chen không được. Mất ba né tránh. Nhưng mà nó lăn ở 5 giáp nữa. Lăn được thêm 4 giáp nữa. 25, 20 đam với quái vật nước. Miễn nhiễm với nước. Không, cái mình đang đeo 4 giáp mà không bỏ gì đâu. Cua level 3 đấm luôn. Level 1 mà đi đấm level 3 không à. Không biết làm sao nữa. Chấm mấy phần trăm lại hụt. Cua nướng nè. Không bị phẩm đâu. Thiếu hai đó không? Nó làm gì? Tăng giáp hả? Giáp 13 thì xài phép nó cũng chết à. Một vật phép nó cũng chết nữa. 12 tiền 55 trăm đam với quái xét. Chịu khó thì cứ đeo đi. Có một cái bức tượng. Hồi phục đầy đủ focus. Giờ 48F. Nên vô pháp sư hay là tiều phu đây? Nên vô pháp sư đi. Tiều phu sắp lên cấp rồi. Như vậy thì cấp giữa mà. Cấp giữa pháp sư với tiều phu nó xa. Mà sao đánh hoài không lên được VL2 rồi sao trời. Mà máu không sao, nó đánh nhân vật sắp lên cấp của mình. Đấy, bấm độn rồi. Đừng, đừng né đi. Chết chọc. Đủ 100 tiền về cho cái kia đó. Những đồ kho báu. Tài luôn. Có đâu rồi? Hai bản đồ luôn. Đang ở tuần tiều phu á. Gửi qua tiều phu. Không, vậy là nãy mình mới không xài được. Đây, giờ xài được rồi. Một cái ở ngay đây. Nó có ảnh hưởng bởi cái level của mình không ta? Cái trên này, ok. Cái tàu level 3. Hồi nãy mình cần 100 để mình mua cho ông pháp sư. Nên gửi tiền vào cho pháp sư đó.
với cây cung nữa. Cây súng này hơi bất lợi một tí. Nếu mình cần 95. Cái này ngon hơn là cây súng. Ủa, chuyển lộn tiền rồi. Lộn tiền rồi. Lấy tiền này mua luôn rồi đi cũng được. Cho nó cũng ghế màn hình của nó vậy ta. Đây, mua cái cây này. Ủa, đâu cây này chứ? Cây này làm vật lý. Rồi, chuyển qua luôn. Ủa, sao đứng không tới? Cách đâu? Này gì đây? Nó mới thông báo cái gì á mà tôi chưa kịp dòm. Bây giờ chuyển cái cung này cùi rồi. Ngon. Chuyển hết mấy cái này qua cho tờ xăng hồi nữa cái gì nó bán. Cái đũa này xài mấy tay thôi, một tay á đi đeo được cái khiên mà. Đâu, mình cầm vô mình bán luôn á. Không không không, không cần tới tool cũng bán được, quên. 2 đồng. Cái này dễ vỡ bán luôn đi. Kiếm 9 đam, cùi. Cái này lại là đâm phép hả? Đâm phép không xài được. Đâm phép mà còn dễ vỡ nữa chứ. Ủa? Trời, nhém nữa bán lộ mày. Đây. Hàng gì tự nhiên đeo cái khiên vô được. Đó, cái này bán nè. 1 đồng mà, khổ. Cuộc đời nghèo khổ. Rồi bây giờ là cây cung kia 100, mình lấy kho báu ở trên này đó. Đập thiện nó luôn. Level 3. Còn level 2 đến level 3 mới vô nó chọt 10 máu rồi. Thì nó chậm tiền mình kìa. Tám mốt phần trăm một hit chết luôn nè. Thằng nào nãy chậm tiền mình ta, này quá không. Cái gì? 18 đam xuyên giáp. 3 hộp đủ rồi. 3 hộp vừa đủ 18 luôn. Nè, gầy đạn bắn. Cái trường nước là mạnh thiệt. Lại một cái bản đồ kho báu. Đi lấy kho báu lại gặp bản đồ kho báu. Chuyển qua là chiến binh tiểu phu chứ. Tiểu phu đang trong tôi mới xài được. Rồi ok. Hốt cái này đã. Rồi lũ đảng nó. Để vừa sáo cho mà đánh. Không chạy được luôn. Bốn ba mốt để tính này.
Tiếng 24 đánh 14, 14 đánh vô thì nó còn 37, 47. Đầu nào cũng không đủ vậy, đánh bình thường thôi. Chờ 97% hụt nữa, đùa nhau thiệt á. Rồi cắn đi. Cắn nhẹ thôi nha. Trời ơi. Rồi bắn, bắn phải chuẩn nha. Bắn không chuẩn là chết á. Dùng focus để chắc. Cô báo của tôi đó hả? Thanh niên đang hết máu đeo đi. Teleport dùng biển được đó. Thì cái này là 20% tiền. Tới tuần pháp sư vô lấy luôn. Cái tháp nước level 2 không? Level 2 vô thôi. Gì đây? Rồi được cái liều nó làm thấy ghê vậy. Lại bản đồ kho báu. Tám bảy trăm. Mình phải chuyển máu qua cho chiến bình cái cho nó chắc, con này hai máu rồi cho chiến bình cái bắt đầu kìa. Ý nó có cái gì nữa, ấy nó chạy qua tay mới lại hả, lũ đáng. Rồi, ông nội. Cái thằng ít máu nhất lại ăn độc. Biết gì dùng 3 điểm focus tập trung vô một cái mà. Hụt hết rồi bạn ơi. Chuyển bà hồi máu qua cho người hát cái ông à, đỡ được 8 máu tuần sau chắc phải cắn mà thuốc cho nó rồi. Này chưa đánh là cắt tuôn nó được nè. Máu thôi, tại không lên cấp nổi. Cây này phải dễ vỡ gì ta. Này đam cao quá, mua được vũ khí đúng lên hương luôn. Bây giờ, miễn nhiễm nước không sao. Đánh đường cái một bây giờ cắt tuôn nó luôn. Đánh này, đánh này hình kia gài đạn nhưng mà này level 2 ba cái được rồi. Không, cái đun level 2 mà nó cũng đúng mạnh luôn. Một cái hộp 3 điểm mắt đều vô đây rồi, đưa cái dây chuyền cho đồng đội. Gì đây boss hả?
90% thì cần đéo gì cái kia. Mình bị dính một cái nước nè, cái nước này giống như cái chao vậy. Con này hy vọng là chao đi. Nó level 4. Cái đuôi level 2 mà vô gặp quái level 4 không à. Gì mà nó cứ lao lao vô vậy ta. Khục. Cái gì xài cái kia luôn rồi. Kẹt con đi. Kệ, 20 cũng được. Bây giờ không ổn. Đấm cái phá nó. Phá được. Kệ, hụt cũng không sao. Hai đứa này nó dòm hai tôn là chết. 46. Chưa đủ. Rồi này cứ đánh thường phá thôi. Nhờ có cái 20% đam với quái vật nước mới gánh được á. Lắp cái này vô đúng là lý trí luôn. Hai lo ta lành với lót 44 thì ngon hơn. Ừ, cái áo này ngon không xài được, không đổi được. Còn lại một cái bản đồ kho báu nữa. Sách. Sách này không cần. Nó cho mình đồ ngon mới mua cái món đó xong mới đưa lại cái món này. Đây cái kiếm mới được nè. Kiếm này quá ngon luôn à. Một cái bộ sữa tàu. Đủ cái này 30 là hồi vô nguyên tem luôn hả? Nhưng mà thôi. Cái gì đây? Tự nhiên dùng focus này. Thằng này dùng đi. Được cái gì? Mấy cái đền thờ thủy thần á. Rồi có thể có được cái tàu bự hơn rồi. À xóa được cái này giống trâu nè. Cái đỏ này là gì? Cái đỏ này là nó không hiện cái gì ta. Không có tương tác cho được. Chuyển kho báu. Chuyển kho báu cho thanh niên. Ngay dưới này hai cái kế bên luôn. Một cái trên này có tượng chắc lên trên trước. Tượng này full focus 48F. Level 6. Level 3. Bây giờ mua cái cung cho này cái nữa. Chỗ này hơi xa nó chắc lên trên. Rồi đấm luôn đi. Mới vô gài đạn này. 16 đam. Đau nha. Đấy nào gài đạn ta. Này quá không. Chính giữa để chiến binh lo được rồi. Mình gạt thằng binh không. 19, 19, 11, 11 về phải 2 nhát. 6, 2, 12. Rồi, 2 nhát đủ. Rồi, vừa đủ. 9 đòn, 9 máu, không sao. Gài đạn thôi. Chắc ăn. Giờ còn thiếu cái vũ khí do mà người khác trong rồi. Này ngon hơn, đeo đi. Luôn lưu vài năm chưa đi nổi đâu. Cái thuyền màu tím là gì ta? Có gì bên gì không? Một cái gương để phản đòn trong combat. Rồi 4 focus dùng không đi. Bản đồ kho báu.
bản đồ kho báu nãy của ai đó. Không phải này, không phải này. Đây, ngay đây, vô lấy cái này, lên cấp. Mới cắn 5 khô kết xong vô đây quên. Nên đánh con này hai thun nó ra. Tới rồi, ăn đây còn cái tù, vui khô kết. Level 4 đánh được. Đây là cơ hội để xài khô kết mà. Trên nó lóc luôn kìa. Gì ghê vậy bạn? 33 vào một hit chết được con này. Giết luôn. Giờ 20. Quá. Rồi này bị đóng đá luôn này. Chừng nào mới tỉnh vậy? 25. 55 giết giữa. 85 dầm còn hụt. 9 đam mà, 9 đam kệ. Lan qua này chết. Đó. Nó đóng bằng chiến binh của mình tính quá. Chết đi. Đánh vòng ở đại ảnh mới pha đá anh nha. Mất 25 dầm đầm nước. Mở chết ta. Đúng không? Cũng không ngon. Đây, có đồ thay nè. Trời ơi, mãi mới có cái vũ khí đi thay. Gì nó vậy? Thế giới đã bị bao phủ trong cái đám mây bóng tối. Giờ mình vòng xuống bên trái mình lấy. Tiên lần có 2 bao à. Để một máu không chìm. Dính cái đuôi lửa gì đây đó. Để điên lẫn có một ô này sao? Cái cung quá ngon. Gửi cái cung qua cho thanh niên kia. Cây đàn này không ai xài được hết. Cái điều này cùi, cái này cùi luôn. Coi tự nhiên có hai cái vũ khí cùng lúc làm phương nhân. Coi cái này trước đi. Cái này 15-15. Bảo vệ đồng minh. Có một chiêu xuyên qua giáp. Cái này 18 mà 4 hộp. Nó tăng né tránh bản thân. Bắn một mục tiêu. Thì nó là 5 với mà 4. 18-27. Cái này 15-15 mà, cái xài cung này. Xài cung này không được xài cái gì kia vậy. Điên lận ô thiệt. Tháp là level 6 là không đánh nổi đâu. Đánh được level 4 rồi đi. Bắn thường 32 đam 6 thủ. Bảy mốt
bắn 21 bắn dời có nghĩa là hộp bây giờ hộp hai phát luôn 9100 gì nữa. Rồi luôn rồi. Nó bút cái ba con luôn, thiệt. Kiếm này nó yếu dữ vậy ta? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bam hai. Thắng hồi qua kết mới chơi được. Chắc ăn cái gạt nữa đi. Ăn máu thôi. Nó bút cái khiên nó hiệu ứng khủng khiếp. Tính này phá không? Băng này vừa đủ đam. Này đánh ra đây. Né. Rồi, dứt điểm. Thì kiếm là có vẻ yếu á. Nọc. Nọc cái này dữ. Giờ ông quái nữa không trời. Không có đồ để mở hả? Không đồ để mở là mất luôn hả? May mắn bỏ không được nữa. Bắt về tới vườn rồi đánh vào giữa, buộc cái đánh vào giữa. Rồi một con bơm hai gầy đạn. Hên là chí mạng 25 mày còn nào cũng vậy thôi. Đúng bài. Không ngờ nó lại bắn vô ngay cái con đó. Anh tiểu phu yếu yếu sao á. Cầm được cái kiếm xịn lên mà. Xài lại cái cây này. Không không, không dài đâu. Nhiệm vụ chưa làm được nào hết. Wow, 500 tiền. Con tàu của mình có một máu à. Chắc mua cái này cho anh tiểu phu. Mà thôi chút nữa anh mua cho. Mình có cung ngon rồi. Cung này có thể xịn hơn nữa nè. 15, 8, 15. Nhưng mà 8 kia nó có thể đánh được 3 lần luôn. Nên dắt mua cây tẩu rồi đi ngủ. Dù sắp lên cấp này nhưng mà thấy vẫn phải đi ngủ. Vermin là con gì đó? Vermin là mấy loài động vật chân đốt như sâu bọ đâu á. Nãy giờ anh đánh với khỉ người đúng không ạ? Thế anh chưa có dậy nữa nè. Mua dậy luôn. Gì mà nghèo khổ dữ gì vậy?
ngủ giấc luôn. Ủa là sao? Không có nhặt được con thuyền lại. Chị đi ngủ thôi. Này là hồi vui máu là khá là ngon. Nên người cần cái liều. Rất là cần cái búa này luôn. Nhưng mà cái nào cũng 5 điểm vẫn khá là chua nha. Một cây ghiều lại màu trắng nhé. Nhưng mà cái kia 4 thì cũng không hơn nhiều. Mượn tiền bạn ơi. Rồi bắt đầu bán bớt đồ gác nó quên đó. Mười sáu à. Bạn quan tâm dùm là cái gì đây? Cái khiêu gì đây? Good, good một đồng minh à. Bảo vệ một đồng minh là tính đâu nguyên tem thì ngon. Mày con này đam cao rồi nên cái lượng cái tool đó để nó gây đam ngon hơn. Cái áo này cũng khá là ngon. Ba điểm né tránh 20% đam với mà mấy quái nước nữa. Mấy áo được. Cái áo này 44 thì trâu hơn nhưng mà không cần. Nhiều là thôi, sao? Cái kiếm này đãi tôi ngon nhưng mà thôi. Cái đó để lại quan sát thêm. Chưa bán vội. 15, 15. Cái cung mình 18, 27. Nhưng mà cái này có ghét đam vô quái nước. Nhưng mà 3 điểm kháng phép. Rồi không cần. Bên này có khiêu support cho anh tầm tạm nè. Nhưng mà 3 điểm né tránh. Cái này hai tay á, hai tay đi bán cái khiên luôn. Khiên có 2 đồng. Cuộc đời nó nghèo khổ. Đôi giày cũng vui. Rồi. Bây giờ tiền đâu mua thiền xỉn tao. Thiền xỉn bán nhiêu? 200. Thiền này tới 500. Trăm thì đi làm cu ly tiếp chút nữa đi. Này là gì? Được. Sao? 433 đủ mà. Đấy, triệu phú huynh ngủ rồi. Huynh cho anh triệu phú đi ngủ trời. Lúc thích rồi mới mua nè. Lãi không có. Thì cái ọt này ngon đó. Rồi. Cái này đúng ngon luôn nè. 250 tiền. Ngon là anh chuyện, còn tiền là anh chuyện nữa. Máu chưa cả. Giờ kiếm đâu ra cái ọt này ta. Nó có khiêu mà mấy cái khiêu level 2 này là mình đánh vô nó khắc chế nó được luôn. Băng lửa nhưng mà sát một những vũ khí ngon nhất. Tám trăm. Giờ hiểu sao nó cảnh báo là cái bài ti của bạn là không vô đây nổi rồi. Cắn thì cho nó chắc. Không cắn tuần sau bay màu thiệt luôn. Ủa
quái level 4, nhưng mình đánh nó 21, hàng kia thủ cao lắm, thằng né khoảng thần trước đó. 18, 12, tuần sau tới con bọ với cắt con bọ 26 đâm lần chắc ăn 30 máu thể sức huyết. Mình đánh này có 3 21 nữa đó, 23 rồi, 11 rồi, toàn rồi. Trời, nó bút giáp nữa chứ. Cùng đánh bởi kia cũng nổi luôn, không có chiều nào xuyên giáp luôn. Mười con rồi, 4 máu phải 22, 6 máu vừa đủ. Ủa bị gì đây? Cái này nó đéo gì? Ăn đi. Rồi chuyển mấy cây máu qua cho đồng đội thôi. Ê, cắn máu nhầm. Cái cua kìa. Nó vô đấm cái 12 rồi. Gạt con này, gán gạt con cua bên này. 23 mình bắn ở 22 rồi. Con nào dám cao nhất. Cua này hồi để gạt được. Trời ơi, 80 trăm hụt xài nó cũng đứng không kết luôn. Game thiệt. Mình đeo cái 50% vô con này nó gánh tay một. Khó lắm, 84% hả? Vừa đủ. 80 hụt. 85 và 84 không có hụt nữa. Thằng né là đúng đắn, né để nảy dứt điểm luôn. Rồi một vạch thôi cũng đủ rồi. Nó còn 6 máu mà con này đến 36, 5 cái. Thì một cái nó là 7 đam, thì con này 6 máu chỉ cần cái thì đủ. Thì máu mèo ok hết đi. Con này không biết sao bỏ cái Yungot nữa. Bà còn đánh đúng một đứa một. 91% 22 bắn ngon phải. 91% dẫn hụt. Game. Rút kiềm 37%, 34, 31. Nếu như chảy máu thì nó chết mà thôi. Đánh bên đây đi. Trời ơi, nó hút máu, 8 máu luôn. Rồi bay màu đi cưng. Tính để tôi focus cho này mà thấy nguy hiểm quá. Món này mất một cho trên đó. Ấy bấm lộn rồi, gửi qua con này mới đúng.
ba đó. Một chai đen. Mười lăm phần trăm chứ mà kỹ năng băng đó. À, có một đam mà lấy làm gì mất ba điểm này mà cái kia thì tăng cho đam đem được. Mình level 5 hay level 4 rồi. Pháp sư đi ngủ giấc mới được. Bây giờ mới có 160 mấy tiền. Level 6, mình mới level 5 mà. Level 4. Tàu level 5 đấm luôn. Căng phép cao quá ta. Rồi ba con đánh ba cái nè. Hên là miễn nhiễm. Dính ra là quyền nữa rồi về chữa mầm mình luôn. Phải lòng em. Tuần đầu nó bèm cho đóng lời nguyền. Màu trắng hả? Màu trắng mà mở được. Trăm tiền cũng được. Cung ngon hơn. Cái búa ngon hơn luôn. Phải không? Kệ chuyến đi này không lỗ cho lắm. Giờ mua con tàu đủ tiền rồi. Có tiền rồi đi mua tàu. Ủa chứ chưa mua được con này nữa hả? Ừ quên, chưa lấy tiền quá. Anh tiểu khu đổi cái nón gì ngầu đòi vậy? 1, 2, 3 mua anh tàu trước rồi mua cái kia sau. Hết tiền luôn. Không có phích được cái tiền gấp này. Đủ đảng em. Nó khinh mình nghèo. Chạy 72 máu.
kiểu gì đấy. 28 đam có khả năng hút máu kỳ cung mới, 28 đam có khả năng chảy máu, còn giữa máu trâu lắm. Rồi nó phá rồi bà kêu thì phải giết con chim trước. Ê, đánh nó trốn được, đánh trốn được. Rồi giết con này trước rồi đi. Rồi đánh trốn rồi mình đi. Chảy máu này à. Tuần sau chết luôn rồi, máu me nữa. Sớm chín tiền chia cái cỏ hồi máu cho tem. Bây giờ mình đập con level 6 được rồi đó, mình đấm nó thôi. Còn hai cái gương màu đen bển nữa, sao ba tuần nữa. Người có hai phát là 83% vậy đó trời. Khô đen này. Cứ tạo một cái vòng bảo vệ cho nguyên tem luôn. Được. Quên con này dính hai lần nguyền chưa giải. Thôi không không không, trời ơi không đủ tiền để làm cái này nữa. 58 tiền. Ôi ơi, đánh nó có mấy chục đồng mà nó nguyền của mình 39%. Thôi chơi đại đi, cùng lắm thì không có gì thôi. Giờ đi đánh con kia có 120 tiền rồi. Gì nữa đây? Vô đi rồi sao? Ban thích kết không biết cái đó chưa xài bao giờ, không chảy máu, không bị đầy, không bị xét. Mười bảy chết rồi, bị nó đánh rồi. Điều đốt hả? Rồi nó có bị chảy máu đâu, chơi hút máu nó mới đúng. Cắn máu rồi. Rồi không cần cắn đâu. Tuần sau quay về.
Trời ơi, nó vô vô kiếm rồi. Nó hút máu dòng pháp sư lại yếu đau mình. Ba ba tiền một cuốn tay level. Nãy này nó nhận được cái tích két là sao nên nào không xài được đen tui nó luôn mà vậy thôi, không chừng phải tìm cái địa điểm đó trên bản đồ mới đi được. Ủa mình còn giết con gì nữa nè rồi đâu như này chết thì dính gì. Nhập kho báu đã 48 tiền một cây khó lúc tích tàu level 5 đấm được rồi không thể chảy máu. Nó có 10 đam mà cắn lại 27 đam mới ngủ gì luôn. Ba đam luôn 8 đam luôn đấm biến nào chết nó. Con này đang quản hết nữa mình chết luôn. Nó bị ướt rồi, nó bị ướt thì nó có thể bị chón. Nó cũng có thể chảy máu nhưng mà lại đánh hụt rồi giờ tiêu vu cái này đi cắn phát hàm bám máu vậy. Nó mới làm cái gì đi 7 giáp 5 ghét 10 trăm mét con này chưa có nóng luôn chắc xài luôn quá xài luôn đỡ thôi bây giờ này cái gì đây level 6 level 6 mình 4 à không sợ thằng cầm đàn rất nguy hiểm nè mới nói xong nó bèm nhỏ cũng chết rồi. Con gấu với con khỉ hai đứa kia có thể đánh được con gấu cho nó chảy máu để nó giảm hiệu ứng hồi nữa bè mình chết. Chết 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 lũ đáng đáng gì mà nó né được. Rồi né luôn. Chút quyết chắc nó tự chết. Mỗi đứa gái tích kết đó.
vẫn chưa biết làm gì. Cá nóc hả? Cá này cá nóc nào. Cá nóc này không thể bị ướt. Rồi chảy máu rồi. Bấm 343 giết cá nóc. Mấy quái hệ nước gặp mình là mình đánh rất là đau. Rồi, một cái cuối 36 máu, nó đánh mình hai cái mình đi đi, đi luôn á. 4 máu, hụt lại có nhiều máu nữa. Nó còn bị ướt. Thì nó cứ đánh con này vậy ta. Thì thù chút quán gì nhau hả? Đồ mới mất 25% đam với quái vật nước nữa. 28 28 45 chưa coi sao cái đó. Nhưng mà nó cáp tới 5 hộp rồi sao mà trúng nổi. Nó đeo đã đi. Rồi vừa xong gặp hàng quá giật nước luôn. Nó chọn mình nhiêu tiền vậy? Nổ đam chết này không? Trời ơi, hụt quá, tám mấy phần trăm. Né được hai cái cũng đỡ. Con này không trốn, nhưng mà con này có thể trốn. Nhưng mà con này chết luôn rồi. Tấm cá nóc. Chắc ăn đi. Hút xong được cái liều thì này chưa có cái nào tiền thì xe đi. Bây giờ này trừ 4 điểm tầm nhìn rồi, không cần cỏ đỏ, cỏ đỏ con này chưa có. Khá cùi luôn. Gì đây? Đập cửa đi, mở gì? Thôi, báo tem đây rồi. Cô báo rồi. Cái đàn mà tha lành thì không ai xài được. Cái đàn cũng khá ngon. Bản đồ kho báu. Đôi giày. Hàng nên này xài đôi giày giống nhau hả? Cùng xài đi. Cùng nó gần cái chỉ số con mắt hả? Cần phải đi lên cái đảo cướp đó chưa? Con này level 10 dắt chùm cuối. Con này đánh không kịp rồi. Tuần sau hết rồi.
chậm rồi. Cái áo bốn giáp bốn né tránh miễn nhiễm với nước. Này cái gì đây? Vừa kịp vừa kịp. Chưa hết chưa hết. Thì dạ, 24 máu. Ê, nó bấm lộn rồi. Ừ, không sao, nó không đánh nữa. Bây giờ trong hai tôi phải dọn chết một đứa. Đứa này đi. 17 đam lan. Trời hụt trời ơi. Mình đánh gái không? Nó có thể chảy máu. Hút lên tí máu đã. Rồi đánh ngàn giữa né. Né 40% mà cứ bị nó đánh hoài luôn. Thì dưỡng này mạnh. Nên đổi là bạn cái thì nó dễ cắt hơn. Bạn cái dễ cắt hơn, hàm 4 đàm lại chảy máu. Tí nữa đi. Cái đàn không ai chơi được thì vô hoài luôn. Đàm thì ít hơn khá nhiều. 32, 27, 48. Thôi, giữ đi. Cái cây này để chảy máu thôi chứ không có tác dụng gì hết. Cái này level 6 mình đánh được rồi. Trời, con này nó dễ nguyền rủa mình lắm. Mới nói xong, hên né được. Con này sao né ảo mao quá vậy? Mà nó né luôn rồi. Còn 9 máu, đánh cái nó chết. Đừng né nó nha bạn. Tắm để tránh nào. Bây giờ xong cái đó rồi, nhiệm vụ tiếp theo là lên đây. Cái đó là vào năm mà. Được rồi, năm mình nhẹ nhàng thôi. Thì mới vô nó hút máu mình nè. Mày hút máu tao cũng biết hút thôi. Trời, hụt cái nó cũng né luôn á. Rồi bắn đi. Chắc ăn. Ba chục F, 30 F con này sắp lên rồi. Cái tẩu level 2 hết. Dắt con này thọt nữa. Đấy, con này chạy bỏ mình. Trời ơi, 45% thanh niên chạy hụt nữa. Rồi thanh niên này bốn mấy, năm mấy trăm.
87% lại hụt, 83% lại hụt, hai cú trăm mấy, cú tám mấy. Rồi nghỉ ngơi đi, hạ cái liều mà. Không con nào chảy máu hết, con này thậm chí còn không bị ướt, chỉ bắn này đi. Giết này. Rồi đóng băng luôn á, đông đá luôn á. Đông đá đông tới nào không trời. Trình tiên huyết lên cấp. Ba một bốn cho những cái nón này 7 5 10 đeo cái nón là vô, gửi cái nón nhân kia. Gửi nón nhân viên bình cho nó màu lên cấp. Chứ phản có bà bốn đàm mà không thấy chuột gì mấy. Còn đeo mặt nạ đứng trước. Chắc gạt nó trong hai thôi. Cá nóc này đánh tôi chết luôn rồi. Rồi gạt này. Này đánh gái tôi sao nó chết. Đánh đau cái gì. Ba chục đám á, ba chục đám không đủ rồi. Ừ đánh đó không đỡ. Này chắc cắn cỏ quá. Cắn cỏ đây. Có gì đây? Cây đàn không ai xài hết. Đã vậy cho đàn nhiều rồi đó. Anh đường này mới nhỏ được không có nữa đâu. Rồi kho báu đâu. Kho báu là lựu đạn đó. Mới dính cái hiệu ứng gì luôn rồi. Trả kho báu vào. Không sao. Miễn sóc nó khá là quan trọng. Không cần tiền đâu. Không cần giữ thôi. Rồi dính một cái đầu khí chiều rồi. Cái động level 7 à. Áo đi, vô động chơi luôn. Mới cắn máu xong vô đây nó cho máu.
Ủa sao không để này uống? Kéo mù rồi. Tiếp theo là con này 63 tuần. Tới con cú mèo. Cú mèo 126 máu không gạt kịp. Mới gạt gạt này. Nó mất làm cú mất sạch một hết luôn. Kẹt đây. Cũng cái nó néo luôn rồi. Giảm feed mình lắm. 3 tool mà hở xăng 2 tool. Gì đây? Oh, đánh này chắc ai? Tính hồi focus cho này mà không được. Nó ngon. Cùng là quá ngon luôn. Vậy hồi máu cho nó luôn. Ngày ba học hồi máu hả? Cắt ra đi. Đây. Này sắp lên gấp rồi nó sẽ hồi thôi. Đóng bằng đứa thì không bằng bắn nó. Quỷ người trước đi. Nó tìm nó ảo màu quá rồi. Đấm tay 28 máu. Giải là quyền. Xong rồi giết nó. Một máu kìa. Trời ơi 88% hụt. Cái cung gùi hơn cung kia nữa mà lại dễ bỏ nữa. Đeo đi. Quốc con bom mạnh. 39 đam. Nó mới xảy gì? Nó xảy kiểu gì ảo ma vậy? Còn kéo mù này đi. Để đổi vũ khí ông nội ơi. Rồi, ăn hành chết luôn. Né, né 55% hả? Cũng được, né 55%, né 2 lần.
Một máu cay dữ thiệt á. Cung này cùi quá, cung mình đã dễ gãy cái cùi nữa. Rồi tới kho báu rồi đi kiếm máu, về mua máu mới được. Hồi với phô cờ ta. Đấm luôn. Để bờ bảy chơi tất. Nó dính như này nữa. Chắc ăn. Nên là có ba hàng sáng mà ba cái xét tập trung đến này. May gì hả? Bạn hai máu đầu nha. Giờ tiền khá là nhiều nữa. Phá bảy đi, đi kiểu này không xui quá. Hai con này có sáng. Con này đánh cuối dọn chết này được, nó không bị băng. Nó không bị băng thì khó lắm. Chín chục trăm biết hơi bị nhiều đó. Rồi reset rồi. Chơi combo đúng kinh luôn. Còn được biết. Không nào chảy máu nữa chứ. Tường sao bắn nên nó chết. Tung đá rồi. Đá nào và bốn máu hai máu chết đi. Có một cái liều, hai cái liều. Đó, phục tí ghét, không hết cái này luôn. Con này có thể dính bằng. Né rất cao. Tuần sau giết lần này.
À, nó lửa hột. Để này cho kia đánh. Vẫn phải bị dính băng này cũng có luôn cái dính này đây thiếu một dao này dính nữa luôn tốt chất dạng đây con này kháng web cao lắm lại thiếu một dao thiếu 2-3 đam trời 32 máu nên mồm con này sắp chết rồi không có máu hồi nữa mẹ này chưa chết rồi quên chọn bỏ mày sai lầm quá quên chọn mục tiêu hết thuốc luôn trời mà còn khó hồi máu gì không còn rồi mình còn 7 máu à nó nấm độc hả 12F ra cửa cái gì ngoài sau này ba máu có báo có báo mà qua con quái nữa bó rồi đúng đen luôn kiểu này là chết sạch nguyên đây mà sáu sáu trăm lẻ sáu trời ơi còn người khục hai cái nữa có nhiều dép hơn nhiều chứ để nó đánh nghe là mình bay màu luôn còn một máu có cái làng không không lẽ quay lại cái làng cũ
rồi vô làng ngủ. Giờ tiền nhiều rồi, rồi dồn 500 tiền mua cái này được. Tất cả đều phải đi ngủ. Cái gì thấy cái gì màu đỏ đó, cái gì cái gì bốn mắt 17, bốn mắt 22, không kia vẫn hơn. Cái này không hơn nhiêu. Tàu 500 hả? Chuyển tiền qua đi. Lên 10 máu. Sao hơn có 2 máu trời. Bạn lừa tôi rồi. Bán đồ thôi, bán sạch. Mấy cái này không biết xài sao nữa. Này đam với mấy quái nước ngon hơn. Mà thôi, cái 8 đồng bán bỏ. Con này còn thiếu cái dây chuyền, thiếu cái nhẫn, rồi mua cái nhẫn cho nó. Ở đâu có cái búa này đã vậy? Làm 22 27 48 42 26 26 42. Tự nhiên đeo cái búa này. Cái điều này thì để dành đập được cái cửa này, một đống gán luôn, tăng thêm tí tiền rồi. Thôi bỏ đi, này có ngon hơn, mình bỏ luôn. Cùi cho biết này là gì. Để hai giày luôn này, thiếu cái này đeo vô. Ủa không phải, thiếu cái này vũ khí hai tay rồi, này hai tay luôn, không thiếu gì hết, không hiểu gì hết. Cái này không ngon. Nói chung có cái kiếm kia là quá ngon rồi.
Người thác rồng thì làm con tàu rồi. Vậy ví dụ mình đi đâu ta? À đi đánh núi lửa này. Đơn giản thôi. Đi bằng điểm ta lành đó. Con méo vậy. Rồi. Không sao. 8 hả? 787 chơi được. Rồi con này thì thỏa. Đánh băng cho nó. Trời ơi, 8 mấy trăm hộp. Dán gạt không cho đánh luôn. Rồi 11 mà không thấm nhiều vậy. 13 có không lắm. Tôi bắn bình thường thôi. Nó bị đóng băng. Đóng băng thì bèm cho nó. Thì 45 nó tới 52 rồi. Thì đánh này. Rồi gõ nhẹ cái đi này. Gõ nhẹ mà gõ hụt. Một máu. Thiệt luôn. Một máu đấm lại cái lửa phỏng. Rồi chết luôn. Quả báo. Trăm tiền rồi. Cái đó là phải qua đây thôi. 30 dặm cũng được đó. Trăm tiền. Một cuốn sách tầm nhìn. Một cây kiếm gây đam. Năm cái 32. Cái này 5 cái 30. Cùi bắp. Không bằng. Thử đi lên trên nè. Mới đi lên cái nó có cái dấu chấm hỏi chứ. Rồi. Miễn nhiễm 3 cái luôn chắc anh. Bên này còn gì nữa vậy ta? 10 máu tối đa 2 hồi máu không có nào hết. Chứ quái gì chữ 4 máu. Rồi nó lại luôn rồi. Phải cho nó cái lá đỏ nó cắn mới được. Không có lá đỏ luôn. Chỗ này không có đường đi vô nữa. Nắm nó thôi. Chạy cứu. Rồi nó hụt phát ba đau. Nó đánh sắp chết luôn.
không nơi tranh nhân hơn. Đây có cái làng này, level 8, level 8 chưa đánh được. Mấy con này level thấp à, máu kinh chứ. Một máu nữa chứ. Ừ, hên giết. Tiếng cười nữa kìa. Hai đứa bị dính độc sắp chết rồi. Rồi, nghỉ ngơi. Cái gì giải không được hả? Chỉ mua cỏ đỏ cắn thôi. Thiệt tình con game. Trời, bán cái nón cùi này này nữa. Áo cũng không có hơn gì. Không ai ở gần hết. Có cái quyển sách tầm nhìn đó. Đây. Quên cho nó ngủ rồi. Nó này cho anh đi chiến binh. Nó bán đồ xịn đó. Đi đường trên mới được. Đàm lửa, quay lửa. Kiếm đen không cần. Đây, cũng được. Đấm nó. Ui, sao có hai thằng vậy? Hai thằng cũng đủ rồi. Cái ọt chưa phá bảy. Đi có coi làng. Có sách nào phá bảy không ta? Không có.
Thôi quay về. Sách phá 7 không? Không, không có luôn. Ít may mắn là méo có rồi. Cái level 9 màu tím gì đây đây? Mình ba thằng level 8. Ba mươi sáu tiền rồi. Tôi kiếm gãy không cần luôn. Tiền. Hai bãi kế bên. Quyển sách 22 phép. Nó lấy 5 kill luôn. Nhóm. Thằng đàm 22 đàm nhóm. Có khả năng gây sốc. Đánh đường gây sốc được. 22 đàm á. Để còn cái áo khá cao. Không cần. Mua cái đi để đi ngủ. Rồi không đủ tiền ngủ rồi. Sao lại về ta? Cái tháp từ 8 đi xong này nghỉ à? Đi xong đùn này nghỉ. Bây giờ cái nước này không biết ở đâu để mà đánh nó nữa. 45 đam. Coi gió đàn đi. Nó phá rồi. Cua nó mới làm gì mình đây. 44, 50 bây giờ đủ luôn nè. Đóng băng con cua. Không tới tuần này trước con cua sao học luôn chín chung trăm gì đó hả, đánh gái sắp chết luôn. Ba máu không nổ đam ngang này đó. Tâm mốt thì một kháng kháng này 6 vô kết dùng luôn đi. Ba con đánh con bom trước. Hai chục đâm lan. Nó nổ, tại nó đóng băng nó đang không đâm. Mày chắc cắn máu đi. 104 còn thiếu 4 máu. Nổ đàm rồi. Mà không đủ đấm vô này. Trời ơi 52 máu. 52 máu con chó nữa. Chơi như chết vậy ai chơi.
Mình đánh con này. Rồi 50 luôn. Chọn nó. 60. 109 để tuần sau đi. Em ba còn đây. Mẹ nó nhá. Mẹ nó mạnh dữ. Chết. Phát 7 nó pháo người ta lành rồi. Trời ơi, 80 mấy % hụt hết luôn. Rồi hai mấy phần trăm để chạy qua được nữa. Hết mẹ focus luôn rồi. Tiết kiệm một điểm cuối cùng mất trắng. Này đây. Này nhớ. Nhiều bánh quy quá vậy. Chuyện này giống phải cắn thuốc thôi. Rồi báo luôn. Tắm máu. Không có thuốc đỏ trong người nữa. Hai đứa này có cái đỏ là nó không đánh. Nhưng quái này khôn quá. Chính dục đạm luôn rồi. Hộp hộp hộp. Né 81% mà không lấy dính nữa. 90% nó lại hụt nữa. Giờ đủ đâu. Rồi đóng băng đó. Chết đi. Tiếp tiếp tiếp. Rồi. Boss đấy hả? Không biết tên nó luôn. 20 điểm kháng phép. Nên chắc ưu tiên dồn nó trước thôi. Chăm chăm đây. Nó boost một lớp khiên này. Không có kill nào ngoài không? Đây có kill này. Rồi chưa gần đến cắn thuốc vội đâu.
13, 13 không sao. Âm 2. Né. 80, 80 không thấm. Một sáu máu à, sáu máu gạt luôn đi, rồi sáu máu lại giết mấy con này đánh gắt quá vậy tao. 50, 80, 64. Quanh hết này đây nó không khai phát rồi, rồi hên quá không chết. Lên cấp thằng này chưa lên nữa ta. Hai mươi tám đam mà bốn mắt, năm mắt, bốn né đam ánh sáng đóng băng được. Này mất cái điểm con mắt không được. Xài focus đi, giờ không có tin vào cái gì nữa. Nhân phẩm thấp kém quá. À, đánh được con boss nó giảm cái rồi. Vậy là con có bán gì không? Mình nghĩ con già bán đồ không rảnh rồi. Bây giờ đang là tiều phu chắc không cần. Phải mua cây cỏ anh ấy. Rồi tiều phu em đôn đi. Rồi đấy, hát rồng. Bán bớt đồ gác chứ. Không chịu đập cửa để dành. Thôi cái cung này nên bán nó, cung này có giá đâu không bán đâu. Đi ngủ thôi, đánh trong trận lên gấp rồi chứ không ngủ còn nặng gì luôn. Tiết kiệm được nhiều, tiết kiệm thôi. Đồ khùi không à, đồ trăm mấy không à. Ba đam tám viết viết cho 500 à. Viết 500 hồi khỏi đây. Nên đập cua này ngay. Tôi thiếu đứa rồi. Đâm vào nó có thể bị ướt.
bị ướt thì nó sẽ ăn mấy hiệu ứng khác. Còn 11 máu à. Lên cấp. Trời thiếu một ép. Con này có cái cầu nguyện này rồi. Buôn. Buôn thì trống rồi. Sóc. Sóc thì trống rồi luôn. Bằng như nước. Không. Không nào xài hết. Bán đồ mới, bán photo. Ngủ thôi. Làm gì có tiền mà chứ. Bên đó xa lắm. Xong con này là win luôn rồi. Chắc đoán vậy thôi. Có mỗi phiêu gây sốc, hai phiêu gây sốc, 22 11 đam ít lắm. Này chống lửa thôi. Mình đánh được rồi, nhưng mà mai đánh. Ngày nghỉ đây thôi.